Sáng ngày 19 tháng 11 vừa qua, lễ khai giảng đợt 1 khóa đào tạo kỹ năng giảng dạy bằng tiếng Anh cho giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã được tổ chức trên hội trường nhà công vụ số 1 tại Hòa Lạc. Đến dự với lễ khai giảng có Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quân, trưởng ban tổ chức cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội và tiến sĩ Trần Đoàn Kim, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực Đại học Quốc gia Hà Nội. Lớp học kéo dài trong 3 ngày và đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Mình rất là ấn tượng với cả cái sự nghiêm túc của mọi người trong học tập cũng như là cái sự nhiệt tình trong đóng góp chia sẻ, mà thật sự không phải là học viên họ học từ giáo viên mình đâu, mà là học lẫn nhau trong nhóm, thì mọi người có cái sự giao lưu rất là tốt giữa các cái nhóm giáo viên từ các trường khác nhau. Nó chia sẻ không phải chỉ về riêng một cái mảng cụ thể là kỹ năng thuyết trình, mà nó còn nhiều cái chia sẻ về chuyên môn cũng như là các cái kỹ năng khác. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quân, lớp bồi dưỡng lần này nằm trong đề án phát triển đội ngũ các nhà khoa học và quản lý trình độ cao của Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đề án ngoại ngữ quốc gia cho đến 2020 và tầm nhìn 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Mục tiêu khóa học đề ra mong muốn giúp các giảng viên đang có trình độ tiếng Anh cơ bản biết cách sử dụng, vận dụng tiếng Anh trong giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời trang bị cho học viên các kỹ năng thuyết trình, giảng dạy trên lớp cũng như trả lời hỏi đáp, chủ trì các nhóm thảo luận hay tham dự hội thảo, hội nghị khoa học bằng tiếng Anh. Cái không khí ở trong lớp khi mà tất cả mọi người mặc dù là đến từ các trường khác nhau nhưng mọi người đều rất là thoải mái và rất là sẵn sàng để chia sẻ kinh nghiệm của mình, và lớp học rất là vui, luôn luôn có rất nhiều tiếng cười, và các giảng viên, những người giảng dạy truyền kinh nghiệm cho bọn em thì cũng rất là nhiệt tình, và thực ra là em học được rất nhiều từ bản thân các thầy, các cô giáo. Lớp đầu tiên của đợt học tập thứ nhất đã hoàn thành đúng thời hạn và phần nào đạt được những mục tiêu đã đề ra, thu được nhiều kết quả khả quan. Đợt 1 của lớp bồi dưỡng tiếp theo sẽ được tổ chức từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2014, cũng tại nhà công vụ số 1 tại Hòa Lạc. Khóa học dự kiến bế mạc sau khi kết thúc đợt học chung thứ 2 vào ngày 11 tháng 1 năm 2015 tại Hà Nội.